Bài giảng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi đó, dân đang trông ngóng và trong thâm tâm ai nấy đều tự hỏi, biết đâu ông Gioan lại chẳng là Đấng Mêsia. Ông Gioan trả lời mọi người rằng: Tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có đấng mạnh thế hơn tôi đang đến. Tôi không đáng cởi quay dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa. Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa. Và đang khi người cầu nguyện thì trời mở ra và Thánh Thần ngự xuống trên người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra con. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Qua bài phúc âm của Thánh Luca trong lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, chúng ta thấy có những giáo huấn như sau. Thứ nhất, Chúa Giêsu trong hình ảnh của một hối nhân trước mắt mọi người là con Thiên Chúa thật. Thứ hai, Chúa Giêsu lãnh phép rửa để bắt đầu cuộc đời trong công khai truyền giảng tin mừng. Vì truyền giảng tin mừng để người ta lãnh nhận ơn cứu độ qua bí tích rửa tội. Thứ ba, truyền đạo hay giảng đạo để đưa người ta đi đến việc lãnh nhận bí tích rửa tội và nhờ đó được nhận ơn cứu độ. Thứ tư, phép rửa tội hay bí tích rửa tội phải được ban bằng nước và kêu cầu danh Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đó là mô thức thành sự của bí tích rửa tội. Qua bài phúc âm của Thánh Luca, chúng ta có những vấn nạn gì? Thưa, thứ nhất, vấn nạn: đang khi người cầu nguyện thì trời mở ra. Điều đó có ý nghĩa gì? Trời mở ra, kiểu nói tượng hình để diễn tả rằng cửa trời hay thiên đàng hay chính Đức Chúa Trời đã có lúc khép lòng, đã có lúc đóng cửa trời lại, hay đã từng cắt đứt quan hệ mật thiết khi ông bà nguyên tổ phạm tội chống lại Chúa trong giường địa đàng. Tội là cắt đứt quan hệ cha con với Chúa, tội làm cửa trời đóng lại, nên xưng tội là giao hòa, là tái tạo tình trạng ân sủng, nên cũng gọi là bí tích giao hòa, bí tích hòa giải. Giờ đây Chúa Giêsu là Thiên Tử, là Con Ông Trời xuất hiện, làm trời mở ra, Đức Chúa Trời ban ơn cứu độ cho trần gian, cửa trời mở ra để đón nhận con người. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế, là Đấng Trung Gian giao hòa đất trời. Nói khác đi, Chúa Giêsu đấng từ trời xuống đất để mang con người dưới đất lên trời. Kiểu nói tượng hình này rất gần với Á Đông chúng ta. Nó tương tự như hãy mở rộng lòng đón nhận người bạc phước. Lòng con người làm gì có kích thước rộng hẹp nông sâu hay có cửa để đóng và mở. Nhưng kiểu nói này có ý diễn tả một cởi mở đón tiếp với lòng nhân ái. Vấn nạn thứ hai, Chúa Giêsu vô tội không cần sám hối, tại sao lại đến xin Gioan Tẩy Giả làm phép rửa như những hối nhân khác? Thật sự Chúa Giêsu không cần lãnh phép rửa sám hối từ Gioan, vì Chúa là Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa, đứng cực thánh và vô tội. Nhưng Chúa Giêsu vẫn đến sông Giô-đan để xin Gioan làm phép rửa, vì lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa. Vì thực thi thánh ý Chúa mà cậu thanh niên Giêsu là Nazareth mới được tiếng Thiên Chúa Cha từ trời minh chứng: con là con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra con. Hơn nữa,
qua việc lãnh phép rửa ở sông Hòa Giang. Chúa Giêsu muốn nói cho mọi người biết không ai vô tội cả, nên tất cả phải đến lãnh phép rửa sám hối. Thời giờ đã mãn, búa đã kề gốc cây, phải sinh hoa kết trái, phải cải tà quy chánh. Nếu không thì sẽ làm mồi cho lửa hỏa ngục như ông Gioan đã giảng cảnh cáo người Do Thái. Ở đây tôi dùng từ tiếng Việt để Hòa Giang để dịch từ cái chữ mà sông Jordan mà chúng ta nghe trong bài phúc âm. Vấn nạn khác, vấn nạn thứ ba, người sẽ làm phép rửa cho anh em trong thánh thần và lửa. Điều đó có nghĩa gì? Ông Gioan muốn cho một so sánh giữa phép rửa sám hối của ông đang làm và phép rửa tội Chúa Giêsu thiết lập sau này. Phép rửa ông Gioan đang làm là phép rửa sám hối, không phát sinh hiệu quả tha tội, không là phép rửa tội được ban nhân danh Chúa Bà Ngôi. Thánh thần nói lên đứng soi sáng, đứng dẫn đường chỉ lối, lửa tượng trưng cho tình yêu, cho lòng mến, bí tích rửa tội mà Chúa thiết lập qua lệnh truyền: hãy đi giảng dạy muôn dân và làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đó là phép rửa trong lửa và trong Thánh Thần. Người ta được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, soi dẫn đến nhận lãnh phép rửa tội. Khi đã rửa tội, người ta được tái sinh. Hôm nay Cha đã sinh ra Con. Người được rửa tội thành con của Cha, thành con Chúa và đến để thực thi thánh ý Chúa. Người được rửa trong lửa và trong Thánh Thần mới là người được tái sinh, được sự sống mới, làm con Chúa và sống chết vì tình yêu của Chúa. Vấn nạn khác, làm phép là gì? Theo nguyên ngữ Latin, làm phép là benedicere, tiếng Pháp benia, hay là benediction, tiếng Anh to bless hay benediction. Dịch sát nghĩa tiếng Việt là nói lời cảm ơn Chúa. Từ đó chúng ta có từ say grace trong tiếng Anh khi xin làm phép của ăn. Như vậy làm phép theo thuật ngữ và ý nghĩa tôn giáo là dâng lên Chúa lời cảm ơn vì đã ban cho căn nhà, cho chiếc xe hay chuỗi ảnh vân vân. Nên linh mục làm phép nhà hay xe cổ, ảnh tượng không có nghĩa là làm cho người hay đồ vật vô tri đó thành thánh, có nghĩa là sanctification, mà chỉ có nghĩa là cảm ơn Chúa và xin phép lành Chúa ở trên người và đồ vật làm phép để mang ơn ích cho đời sống người Công giáo. Khi chúng ta nhờ linh mục làm phép tượng Chúa, Đức Mẹ hay các thánh, Chúa là đấng cực thánh, không để Chúa cần linh mục thánh hóa Chúa. Nhưng linh mục nói lời cảm ơn Chúa để cho người tôn thờ Chúa qua ảnh tượng Chúa được hướng về Chúa thật. Nên tượng Chúa Giêsu trong nhà thờ dù được làm phép cũng không là Chúa Giêsu. Chúng ta tôn thờ Chúa chứ không tôn thờ ảnh tượng. Nhưng chúng ta tỏ lòng tôn kính ảnh tượng vì giúp chúng ta hướng về Chúa là đứng vô hình. Một câu hỏi khác thực tế đến tượng của cha Diệp. Như vậy thì có nên làm phép tượng cha Diệp không? Vì Ngài chưa là thánh. Cha Diệp chưa được giáo hội tuyên thánh chứ không nên nói Ngài chưa là thánh. Chúng ta hay dùng từ phong thánh, tức làm cho ai đó thành thánh. Không đúng. Ai có quyền làm cho người nào đó thành thánh nếu họ không là thánh? Nên sử dụng từ tuyên thánh để nói là giáo hội tuyên bố bậc đáng kính này được liệt vào danh sách các thánh. Nên chúng ta không ngần ngại làm phép, tức nói lời cảm ơn Chúa trên ảnh tượng của cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp, người mà nhiều người đã nhận nhiều ơn lành qua lòng nhân ái của Chúa. Giả lại, chúng ta đếm không xuể những ảnh tượng cha Diệp ở Tắc Sài. Tất cả đã được làm phép trong ý nghĩa dâng lời cảm tạ Chúa mà chúng ta vừa nói trên. Không lẽ ảnh tượng cha Diệp không giá trị bằng tràng chuỗi hay căn nhà hay chiếc xe mà chúng ta xin được làm phép sao? Di ảnh ông bà, cha mẹ, chúng ta cũng được làm phép vậy. Tuy nhiên cần lưu ý là chúng ta không nên cho tượng cha Diệp lên bàn thờ chung với bàn thờ Chúa, nên cho Ngài một chỗ thấp hơn, như nơi phòng khách hay chỗ nào mà chúng ta dễ nhìn thấy để cầu nguyện và cân xin. Thực hành,
Chúng ta có thể gợi hai ý thực hành sau đây. Thứ nhất là mô thức và yếu tố thành sự của bí tích rửa tội. Mô thức là dùng nước tự nhiên và làm cho thấm vào da đầu thủ nhân và đọc: tôi rửa ông bà anh chị hay cháu nhân danh cha và con và thánh thần. Đồng thời có ý tha tội tổ tông, tội mình làm và được cuộc sống trường sinh sau này như giáo hội muốn. Không kể là thành sự nếu dùng bia, nước ngọt, nước trà, trường hợp rửa tội khi đang nhậu hay đang tắm. Kể là thành sự nếu khi kín đáo dùng một chút bông gòn thấm nước ướt chạm vào một chỗ nào đó trên thân thể thủ nhân như trường hợp rửa tội kín hay lén lút âm thầm. Tránh kiểu trình diễn hay phân công vô lý, một người xối nước, một người đọc mô thức, hay nhiều người xối nước, hay xối nước xong rồi mới đọc, hay đọc mô thức xong mới xối nước. Chỉ một người vừa đọc mô thức vừa xối nước. Phải giữ mô thức: tôi rửa ông bà anh chị em hay cháu nhân danh cha và con và thánh thần. Không kể là thành sự nếu theo người tin lành bên United Church đọc rằng: I baptize you in the name of the Creator, of the Savior and of the Healer. Không thành sự, không được chấp nhận bên giáo hội Công giáo. Áp dụng thực hành thứ hai: tránh mọi hình thức ép buộc, áp lực người khác theo đạo. Chúa bảo hãy đi giảng dạy cho muôn dân và làm phép rửa cho họ. Chúng ta phải truyền đạo, làm cho người khác biết về đạo và tự ý xin lãnh nhận phép rửa trong lửa và trong thánh thần, chứ không phải trong đám cưới và trong áp lực để khỏi nghe những câu chế giễu: con tin có Chúa ba ngôi, con lấy được vợ, con thôi nhà thờ. Biết là cùng đạo thì dễ hơn, nhưng khác đạo cũng là cơ hội tốt để người Công giáo phải truyền đạo bằng chính đời sống đức tin vững mạnh và lòng bác ái vị tha của mình. Tự nguyện bao giờ cũng hay, cũng cao đẹp và bền bỉ hơn là bị ép buộc. Này con xin đến, lạy Chúa. Này con xin đến để thi hành thánh nghi Chúa. Lưỡi môi con xin Ngài tay xoa, bước con đi xin Ngài xuyên lối, tấm thân con giờ đây hiên dâng, hiên dâng Chúa ơi. Con vui say đáp tình Ngài, bước theo Ngài muôn đôi, tâm tư con dâng tròn niềm, dù khổ đau đen tối. Con xin dâng mối tình này để biết yêu nhiều hơn. Con đi giao chính lời Ngài, làm nhân chứng phúc ơn.